Hiện nay, một số ngân hàng lớn của Việt Nam đang phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng dữ liệu dân cư và Căn cước công dân Bộ Công an thí điểm ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chip thay thế thẻ ATM để rút tiền ở các cây ATM tại chi nhánh ngân hàng ở Hà Nội và Quảng Ninh. Dưới đây là một số điều người dân cần lưu ý khi dùng căn cước công dân gắn chip rút tiền tại ATM. Cách rút tiền bằng căn cước công dân gắn chip tại ATM Bước 1. Chọn giao dịch không dùng thẻ, căn cước công dân tại cây ATM. Bước 2. Chọn phương thức xác thực bằng vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt. Bước 3. Đặt căn cước công dân lên đầu đọc. Đưa thẻ căn cước công dân gắn chip vào đầu đọc thẻ của cây ATM bằng cách quay mặt sau nơi có gắn chip và để con chip vào đầu đọc thẻ của cây ATM. Đồng thời hướng mặt về phía camera của ATM để tự động nhận diện khuôn mặt. Hệ thống sẽ tự động kiểm tra và đối chiếu thông tin trên căn cước công dân gắn chip và thông tin đã được lưu trữ tại hệ thống ngân hàng mà người dân không cần phải nhập mật khẩu. Bước 4, thực hiện giao dịch. Khi đã xác minh đúng chủ thẻ, người dân có thể thực hiện giao dịch rút tiền tại cây ATM. Hiện nay, việc rút tiền bằng thẻ căn cước công dân gắn chip chỉ mới được thí điểm tại một số ngân hàng lớn như là BIDV, Vietcombank, Viettinbank. Bộ Công an phối hợp cùng một số ngân hàng triển khai thí điểm dịch vụ rút tiền bằng căn cước công dân gắn chip tại một số điểm trên địa bàn Hà Nội, Quảng Ninh. Dự kiến trong thời gian tới, việc rút tiền từ căn cước công dân tại ATM sẽ được triển khai mở rộng trên toàn hệ thống. Theo các cơ quan chức năng, ngoài những tiện ích trong việc rút tiền, sử dụng căn cước công dân gắn chip khi rút tiền mặt tại cây ATM còn giúp giảm thiểu tối đa nguy cơ giả mạo thẻ, đảm bảo an toàn trong các giao dịch tài chính việc xác nhận thông tin chính chủ sẽ được đối chiếu với dữ liệu sinh chắc học của khách hàng bằng hình thức quét khuôn mặt và vân tay. Điều này sẽ hạn chế tối đa những nguy cơ giả mạo thẻ có thể xảy ra. Thẻ căn cước công dân được Bộ Công an làm rất chặt chẽ với những công cụ bảo mật, sử dụng công nghệ xác thực khách hàng thông qua dữ liệu sinh chắc học như xác thực gương mặt, vân tay, kết nối trực tiếp với dữ liệu công dân quốc gia.